Em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C5, trang 130, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C5 như sau. Một người đứng cách một cột điện 20m, cột điện cao 8m. Nếu coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm, thì ảnh của cột điện trên màng lưới sẽ cao bao nhiêu cm? Ta trả lời bài C5 như sau. Ở đây, trên hình vẽ, cô có biểu diễn cột điện bằng đoạn AB. Đầu tiên, ta sẽ dựng ảnh A'B' của AB qua thể thủy tinh. Ta sẽ làm như sau. Bước 1, từ B kẻ tia tới đi qua quang tâm O. Tia ló sẽ truyền thẳng theo phương của tia tới. Cắt màng lưới tại đâu thì đấy chính là ảnh B' của B qua thể thủy tinh. Vậy đây sẽ là vị trí B'. Tiếp theo, từ B kẻ tia tới đi song song với trục chính. Sẽ cho tia ló cắt trục chính tại tiêu điểm. Tiếp theo, từ B phẩy hạ đường vuông góc xuống trục chính. Cắt trục chính tại đâu thì đấy chính là ảnh A phẩy của A qua thể thủy tinh. Vậy là ta đã dựng xong ảnh A phẩy B phẩy của AB qua thể thủy tinh. A phẩy B phẩy chính là hình ảnh của cột điện trên màng lưới. Bây giờ cô sẽ tóm tắt lại đề bài một chút. Đó là một người đứng cách một cột điện 20m, tức là đoạn OA sẽ có giá trị bằng 20m. Cột điện cao 8m, tức là đoạn AB sẽ bằng 8m. Và khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt là đoạn OA phẩy sẽ bằng 2cm. Đổi sang mét sẽ được 0,02m. Đề bài yêu cầu tính chiều cao ảnh của cột điện trên màng lưới, tức là yêu cầu xác định đoạn A'B'. Để giải được bài này, ta sẽ sử dụng kiến thức hình học, đó là những cặp tam giác đồng dạng. Ở đây ta có tam giác OAB sẽ đồng dạng với tam giác OA'B' theo trường hợp góc góc. Ta có tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B' theo trường hợp góc góc. Từ đây, ta suy ra được hệ thức. Đó là AB trên A'B' sẽ bằng OA trên OA'. Từ đây ta suy ra A'B' sẽ bằng AB nhân OA' chia OA. Ta sẽ thay các giá trị AB, OA phẩy và OA đã cho từ giả thiết. AB bằng 8m, OA phẩy bằng 0,02m và OA bằng 20m. Kết quả sau khi bấm máy tính thu được A'B' sẽ bằng 8 x 10 mũ trừ 3m. Và đổi sang cm sẽ được 0,8cm. Vậy ta kết luận. Vậy, ảnh của cột điện trên màng lưới sẽ cao 0,8cm.
Đến đây, ta đã trả lời xong bài C5.